Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạng sáng nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay còn gọi là FIT đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động suy yếu trong hơn 4 năm qua, Ủy ban thị trường Liên bang Mỹ FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed cho biết, ủy ban này đã có sự tin tưởng cao hơn rằng lạm phát đang ổn định về mức 2%, đồng thời đánh giá các rủi ro trong việc đạt được các mục tiêu về việc làm và lạm phát hiện đang cân bằng. Theo FOMC, dựa trên những tiến triển trên, ủy ban đã quyết định hạ lãi suất xuống thêm nửa điểm phần trăm, còn khoảng 4,75 đến 5%. Quyết định này đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ và được xem là động thái mạnh mẽ nhằm giữ cho thị trường lao động tiếp tục ổn định khi lạm phát giảm dần. Kể từ tháng 3 năm 2022, Fed đã liên tục tăng lãi suất 11 lần nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát cao kỷ lục trong 4 thập kỷ. Đẩy lãi suất lên khoảng 5,25 đến 5,5%, mức cao nhất trong hơn 20 năm qua. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ, chủ tịch Fed ông Denome Powell nhấn mạnh sự tự tin của Fed về việc lạm phát cao đã qua, khi quyết định hạ lãi suất đồng thời gọi đây là một sự điều chỉnh nhằm phản ánh sự giảm mạnh của lạm phát kể từ năm ngoái. Đồng thái này đánh dấu một sự chuyển hướng lớn trong chính sách tiền tệ của Mỹ, thể hiện sự nới lỏng hơn của Fed trước việc lạm phát tiếp tục giảm xuống gần mức mục tiêu 2%. Phản ứng của các ứng cử viên tổng thống Mỹ đối với quyết định chính sách của Fed khá thận trọng. Phó Tổng thống bà Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, gọi việc cắt giảm lãi suất là tin vui cho người dân Mỹ. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng việc cắt giảm mạnh lãi suất có thể là dấu hiệu của những vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Dù vậy, ông Powell khẳng định nền kinh tế vẫn mạnh mẽ và việc hỗ trợ thị trường lao động khi còn khỏe mạnh là cách tiếp cận tốt hơn. Fitch cho biết lạm phát hiện ở mức cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với mục tiêu và dự báo sẽ giảm xuống 2,3% vào cuối năm nay. Giá vàng sáng nay, vàng SJC ổn định ở mốc 82 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng thế giới giảm mạnh trước quyết định của Fed. Theo Kitco, một trang web được nhiều người kinh doanh vàng bạc đá quý lâu năm sử dụng cho biết, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.559,87 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng giảm 0,39 đô la Mỹ so với giá vàng ngày hôm qua, Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có khoảng 75,116 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,832 triệu đồng một lượng. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của FIT trong 4 đến 5 năm. Trong đó, nếu FIT chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, điều này có thể gây thất vọng trên diện rộng, khiến đồng đô la Mỹ tăng trở lại và gây áp lực giảm giá vàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến mức cắt giảm lãi suất mà còn chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell sau cuộc họp. Những tín hiệu, chính sách từ ông Powell sẽ định hướng tương lai của đồng đô la Mỹ và tác động trực tiếp đến thị trường kim loại quý. Ngoài ra, giới chuyên gia cũng dự báo giá vàng có thể đạt mốc 2.700 đô la Mỹ trên một ounce vào năm 2025. Trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa mới diễn ra không lâu, tính đến 8 giờ sáng nay giá vàng nhẫn trong nước lại liên tục lập những ngưỡng cao mới duy trì mức 79,2 triệu đồng một lượng, mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Giá vàng SJC bán ra 82 triệu đồng một lượng, trong đó công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 77,9 đến 79,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, đi ngang so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua giá vàng nhẫn tròn trơn được công ty bảo tín Minh Châu niêm yết 77,98 đến 79,18 triệu đồng một lượng, tập đoàn Doji Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 78 đến 79,2 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn tròn trơn duy trì mức giá cao kỷ lục trong lịch sử. Đà tăng của giá vàng nhẫn xuất phát từ việc giá vàng thế giới duy trì trên 2.500 đô la Mỹ một ounce. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nắm giữ vàng nhẫn lãi tới 17 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết 80 đến 82 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá mua vào bán ra, vàng SJC ở mức 2 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2558 đô la Mỹ/ounce, giảm 15 đô la Mỹ/ounce so với phiên giao dịch trước đó, quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 76,8 triệu đồng một lượng, chưa kể thuế phí. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.151 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên 1 đô la Mỹ so với trước đó. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá đô la Mỹ quanh mức 24.500 đến 24.840 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 65 đồng trên 1 đô la Mỹ.